Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo, 6 giờ hôm nay, ngày 26 tháng 12 năm 2021. Chúc quý vị có một ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái và nhiều niềm vui nhé. Mở đầu là thông tin về lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị, Ủy ban châu Âu vừa ra quyết định tăng tần suất kiểm tra đối với các lô hàng xuất khẩu thanh long của Việt Nam từ 10% lên 20%. Trong nhóm nông sản, thanh long là mặt hàng duy nhất bị tăng tần suất kiểm tra thuốc bảo vệ thực vật, theo thông báo của Ủy ban châu Âu. Việc thanh long bị tăng tần suất kiểm tra, tính từ ngày 6 tháng 1 năm 2022 sẽ là một thách thức cho những vựa thanh long lớn như Bình Thuận, Long An. Trong ngày 24 tháng 12, Văn phòng FPS Việt Nam gửi thông báo số 303 đến Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, đề nghị hai cơ quan này tăng cường kiểm tra các nhà sản xuất. Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư về quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Có 37 khoản phí, lệ phí được giảm với mức giảm từ 10 đến 50% so với quy định hiện hành và có hiệu lực từ 01 tháng 1 năm 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trong đó, thêm 3 khoản phí, lệ phí được giảm, đó là 1 giảm 50% đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. 2. Giảm 50% phí trình báo đường thủy nội địa. 3. Giảm 20% đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện đối với nghiệp vụ di động mặt. Đối với phí sử dụng đường bộ sẽ được tính theo từng trường hợp như sau. Trường hợp xe ô tô chuyển từ không kinh doanh vận tải sang kinh doanh vận tải trong thời gian có hiệu lực của thông tư này thì thời điểm áp dụng mức phí theo quy định tại thông tư này, tính từ ngày xe ô tô được ghi nhận trong chương trình quản lý kiểm định của Cục Đăng Kiểm Việt Nam là xe ô tô kinh doanh vận tải. Trường hợp xe ô tô đã được nộp phí theo mức phí quy định tại thông tư số 70 năm 2021 cho khoảng thời gian có hiệu lực của thông tư này, chủ xe sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch và số phí phải nộp của chu kỳ tiếp theo. Đơn vị đăng kiểm chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho chủ xe vào chu kỳ tiếp theo. Đối với phí sử dụng tần số vô tuyến điện, trường hợp tổ chức cá nhân đã nộp phí theo mức phí quy định tại Thông tư số 265 năm 2016 cho khoảng thời gian có hiệu lực của thông tư này, tổ chức cá nhân sẽ được bù trừ số tiền phí chênh lệch vào số phí phải nộp của kỳ nộp phí tiếp theo. Tổ chức thu phí chịu trách nhiệm tính bù trừ tiền phí cho tổ chức cá nhân vào kỳ nộp phí tiếp theo, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 trở đi, mức thu các khoản phí Lệ phí quy định tại thông tư 120 năm 2021 sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. Trưa ngày 25 tháng 1-2, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đánh giá cấp độ dịch COVID-19. Toàn thành phố Hà Nội đang ở mức độ dịch cấp 2. Hiện có 8 quận ở mức độ dịch cấp 3. Trong đó, 13 phường của quận Hoàng Mai được đánh giá ở cấp độ dịch mức 3, các biện pháp được Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai yêu cầu các phường này thực hiện ngay từ trưa ngày 25 tháng 12 gồm hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu những người tham gia phải được tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ, tuân thủ nghiêm ngặt 5K, cài đặt và quét mã QR. Đối với dịch vụ nhà hàng, quán ăn, uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày, cấm hoạt động buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú hoạt động được phép hoạt động không quá 50% công suất. Cơ sở giáo dục chuyển sang hình thức dạy trực tuyến, yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế theo quy định. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn và khám, điều trị kịp thời. Ngày 25 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cập nhật kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn. Hiện không có quận, huyện nào ở thành phố có mức nguy cơ cao tương ứng với vùng cam. Có hai địa phương của thành phố tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận Tân Bình, huyện Bình Chánh từ cấp 1 lên cấp 2, hai huyện giảm cấp độ dịch là Bình Tân, từ cấp 2 xuống cấp 1, quận 10 cấp 3 xuống cấp 2. Một dấu hiệu khả quan về tình hình dịch COVID-19 là, từ ngày 17 đến 23 tháng 12, thành phố có 5.493 ca mắc mới, giảm đáng kể so với tuần liền kề trước. Với nhiều người thì Noel năm nay có vẻ trầm lắng, ảm đảm nhưng sẽ là một đêm giáng sinh không thể nào quên. Với những ai may mắn trúng số việc lót vào tối 25 tháng 12. Tối ngày 25 tháng 12 đã diễn ra kỳ quay thưởng thứ 664 của sổ số Power 6/55 việc lót. Hội đồng mở thưởng xác định giải số may mắn là 06 08 23 25 33 35 27. Tại kỳ quay thưởng này, giải đặc phát một trị giá hơn 214 tỷ đồng và hội đồng đã xác định được một tấm vé may mắn nào trùng với bộ số Ngoài ra, giải giác tác hai trị giá hơn 5,3 tỷ đồng cũng xác định được hai người may mắn trúng thưởng. Hai người này sẽ cùng nhau chia sẻ hơn 5,3 tỷ đồng này. Thông tin về pháp luật trên báo giáo dục thời đại.vn sẽ tiếp tục bản tin hôm nay. Thưa quý vị, Ngày 25 tháng 12, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó vào ngày 22 tháng 12, đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Biên Hòa đã bắt quả tang Hoàng Trần Hùng đang thu tiền lãi của anh Vũ Xuân Tê tên viết tắt ngộ phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Cụ thể, Hùng cho Tê vay tiền dưới hình thức trả gốc và lãi hàng ngày, trả góp với lãi suất 40% một tháng. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tài liệu. Sổ sách ghi chép liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Các đối tượng cho người dân vay số tiền từ 5 triệu đến 100 triệu đồng, lãi suất dao động từ 12,5 đến 60% một tháng với hình thức trả góp tiền gốc và lãi được tính theo tháng hoặc tính theo ngày. Nếu người vay chậm trả nợ, các đối tượng điện thoại, nhắn tin chửi bới và đến nhà để đe dọa, gây sức ép buộc người dân phải trả nợ. Tỉnh Lạng Sơn vừa quyết định giảm phí sử dụng hạ tầng các cửa khẩu, giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, điều trị miễn phí cho lái xe không may mắc COVID-19. Tỉnh Lạng Sơn giảm 10% đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, giảm 5% đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa kinh doanh theo loại hình tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng, hàng hóa có nguồn gốc nước thứ ba, giảm giá dịch vụ tại cửa khẩu Tân Thanh, giảm 20% giá dịch vụ xe ra vào bến xe đối với tất cả các loại phương tiện từ 25 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 3 năm 2022. Công ty cổ phần vận tải thương mại Bảo Nguyên hỗ trợ giảm giá dịch vụ phương tiện vận tải lưu ngày trên đêm tại bến xe hàng hóa xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh cho các doanh nghiệp từ 20 đến 70%, phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Tân Thanh cung cấp miễn phí nước sạch đóng bình và mì ăn liền cho toàn bộ lái xe trong trong thời gian xe hàng bị ùn ứ ở cửa khẩu. Chuyển sang tin tức thế giới đáng chú ý, thưa quý vị, một đợt bùng phát COVID-19, trong số các thành viên thủy thủ đoàn đã buộc tàu tác chiến ven biển USS Mew, quan kỳ phải tạm dừng hoạt động. Hải quân Mỹ từ chối tiết lộ số thủy thủ dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời nhấn mạnh rằng thủy thủ đoàn đã được tiêm phòng đầy đủ. Những người mắc COVID-19 đã được cách ly trên tàu. Một số người chỉ có triệu chứng nhẹ. Đây không phải là tàu chiến Mỹ đầu tiên bị tê liệt vì trúng đòn COVID-19. Năm ngoái, hơn 1.200 thủy thủ trên tàu USST, Orof Roosevelt đã nhiễm SARS-CoV-2 và ít nhất một người đã qua đời vì COVID-19. ở tuổi 72, bà Dương Thị Tuyết vẫn hăng hái cùng các tổ chức thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Bình Phước vận động nhiều tỷ đồng xông pha chống Covid-19. Trong suốt 24 năm kể từ ngày tái lập tỉnh Bình, bà Dương Thị Tuyết, sinh năm 1950 luôn gắn bó với các hoạt động thiện nguyện. Bà Tuyết thường kết nối, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giúp đỡ các mảnh đời bất hạnh. Bà Tuyết cho biết làm việc thiện để giúp những hoàn cảnh éo le tuy vất vả nhưng rất vui thế nên hãy làm thật nhiều việc tốt để lan tỏa yêu thương và điều tử tế qua đó truyền cảm hứng sống đẹp sống có ích suốt mùa dịch tại bình phước bà tuyết cùng các mạnh thường quân đã quyên góp tặng hàng trăm nghìn phần quà cho các tuyến đầu và người dân gặp khó trong dịch nấu hàng nghìn suất ăn không đồng mỗi ngày để gửi các chốt kiểm dịch hết lòng vì việc thiện bà thường nhận được những cuộc điện thoại của người hoạn nạn lắm lúc lại là các tổ chức thiện nguyện thuộc hội nhà hảo tâu báo về một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ khẩn cấp những lúc ấy, bà soạn kỹ một thông báo để loan tin và kêu gọi mọi người giúp sức. Từ sự tin tưởng của mọi người, mỗi năm, bà Tuyết vận động hàng chục tỷ đồng để trao hàng nghìn phần quà cho hộ nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn, làm nhiều hoạt động thiện nguyện để mang lại niềm vui, thậm chí dành lại sự sống cho những bệnh nhân nghèo và trẻ em có hoàn cảnh éo le. Hy vọng câu chuyện vừa rồi sẽ lan tỏa, đến quý vị những thông điệp tích cực trong cuộc sống, để mỗi chúng ta tùy vào sức mình san sẻ, giúp đỡ cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn trong cuộc sống và cùng nhau vượt qua đại dịch. thị trấn phó bản vốn được mệnh danh là nàng thiếu phụ ngủ trên cao nguyên đá đồng văn tuy phó bản không phải là cái tên nổi bật trong những thắng cảnh ở hà giang nhưng lại mang trong mình một màu sắc rất riêng không lẫn vào đâu được màu của thời gian phó bản hay phố bản là một thị trấn nhỏ nằm tại huyện đồng văn cách trung tâm thành phố hà giang khoảng một trăm mười km cộng đồng dân cư sinh sống tại phó bản chủ yếu là người mông và hoa trước đây phó bản vốn là một vùng đất sôi động một trong những trung tâm kinh tế hành chính của huyện đồng văn nhưng sau khi bị di dời phó bản thu mình lại, ít người biết đến và dần chìm vào quên lãng. Có lẽ chính vì sự lãng quên ấy mà phó bản mang một vẻ điều hiu, chậm rãi, hoài cổ, nhưng lại đẹp đến nao lòng. Ngắm nhìn những khung hình của mảnh đất nơi đây, ta cứ như đang lạc bước vào ngôi làng xa xôi từ quá khứ. Phó bản mang một vẻ đẹp bình yên đến lạ. Không cư dân đông đúc, không quá nhộn nhịp như phố cổ Đồng Văn, phó bản mang hơi thở của một cuộc sống bình dị, đơn sơ, Đến đây du khách sẽ bị hấp hồn bởi những ngôi nhà mái ngói rêu phong, trình tường đất, khoác lên mình màu sắc cổ kính, huyền bí nhưng vô cùng quyến rũ và độc đáo. Mọi thứ tại phó bản đều nhúng màu thời gian. Từ những cánh cửa cũ kỹ, mái ngói âm dương hay những bức tường phủ đầy rêu xanh như đưa du khách quay ngược thời gian, trở về với quá khứ cách đây hàng trăm năm. Bài đăng trên trang doanh nghiệp vn.vn VN. ai ngờ, thành phần chính cấu tạo nên hòn đảo thiên đường này là chất được thải ra từ hệ tiêu hóa của những chú cá vẹt. Khi nói đến một kỳ nghỉ dưỡng ở biển, không thể nào không nhắc đến mon Ngay cả khi bạn không phải là một người yêu thích tắm biển, thì màu nước màu ngọc lam trong đến mức có thể nhìn thẳng đến tận đáy ở đây, chắc chắn khiến bạn không muốn bỏ lỡ. Trong đó đặc biệt hơn cả chính là Vác Caru, một đảo nhỏ thuộc nhóm đảo đá ngầm tại Mon Deep, nơi được hình thành nhờ phân cá vẹt. Hòn đảo nhỏ được bao quanh bởi cát trắng và đầm phá màu ngọc lam, với bãi biển trong, sạch và những rặng san hô. Thiên đường tuyệt đẹp này hình thành hoàn toàn nhờ trầm tích từ rạng san hô xung quanh, trong đó có tới 85% từ chất thải có vẹt hay còn gọi là cá mó. Phần còn lại là từ tảo Halimeda. Nguyên nhân của sự hình thành độc đáo này là do cá vẹt rất thích ăn các khối san hô. Một khi nó tìm thấy một rạng san hô, chúng sẽ ăn và nhai ngấu nghiến. Sau khi tiêu hóa hết thành phần hữu cơ, một lượng lớn đá vôi từ san hô mà cá vẹt không thể tiêu hóa được sẽ được thải ra ngoài dưới dạng viên phân đặc biệt những viên phân có màu trắng và dễ nát ra thành hạt các ly ti sau đó được sóng biển đưa đến các vịnh và bồi đắp thành bãi các tuyệt đẹp vác caru có một trung tâm lặn tên là Salat, nơi bạn có thể mua thiết bị lặn với ống thở thuyền ca dách ván chèo tổ chức các chuyến du ngoạn lặn và các chuyến đi bằng thuyền bạn có thể tận mắt chiêm ngưỡng một lượng lớn các loại cá đủ màu sắc đủ loại kích cỡ khi lặn với ống thở ở rạng san Horis barrier nếu thích bạn cũng có thể tham gia vô số hoạt động thể thao trên đảo như cầu lông quần vợt da, bóng bàn kết thúc một ngày rong chơi, còn gì tuyệt hơn khi dành buổi tối tại spa, chụp ảnh và thư giãn trong khi ngắm mặt trời lặn giữa đại dương. Một chuyến đi đến Vác Caru chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng nhớ trong nhật ký du lịch của những ai từng ghé thăm nơi đây. Nội dung được trang tre.vtk.vn chia sẻ. Quý vị thân mến, bản tin trợ lý ảo điểm báo 6 giờ hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt.